Chào mừng mọi người đến với kênh của mình nha. Thì trong cái video ngày hôm nay mình giới thiệu với mọi người một cái phần mềm được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật về kỹ thuật, đó là phần mềm AutoCAD. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn một cách tổng quan nhất đó, cơ bản nhất về cái phần mềm này. Và cái AutoCAD mình đang sử dụng lúc này đó là AutoCAD 2000 2016. Thì cái phần mềm này á, khi mà các bạn mọi người ai mà mở thường á, thì nó sẽ lên nhanh nha mọi người. Còn nếu mà lâu lâu á mình mới mở thì nó sẽ load chương trình hơi hơi chậm một tí. Rồi. Sau khi mà chúng ta mở lên thì cái giao diện CAD của mình như thế này nha mọi người. Thì mình sẽ mở một cái file mới để mình thao tác trên nó. Thì mình cơ bản là mình có hai cách như sau. Thứ nhất là mình nhấp vào cái dấu cộng bên đây ha. Nó sẽ hiện ra giao diện cái dùng đồ họa để mình thao tác ở trên đây. Rồi. Nếu không thì mình có thể vào cái file nè. New nè. Rồi mình chọn cái mục này, AutoCAD Name Lost Style nè, cỡ phanh. Thì nó cũng hiện ra cái giao diện cái dùng đồ họa để mình thao tác. Thì mặc định đó, cái dùng này thì nó sẽ có những cái gạch lưới như vậy. Thì để mình bỏ cái gạch lưới thì mình sẽ nhấn cái phím F7 nha mọi người. Rồi, muốn hiện lại nhấn F7 trở lại. Thường thì mình sẽ nhấn bỏ cái phím F7 để cho cái khoảng không cái dùng đồ họa mình thao tác nó sẽ dễ dàng hơn. Nó tiện con mắt của mình hơn. Thì trong cái giao diện này mình sẽ giới thiệu cho mọi người về các cái bộ phận ở trong cái giao diện mình cần làm việc ha. Ở đây thì mọi người chú ý có ba cái phần lớn. Thứ nhất á, là cái thanh menu để gọi lệnh. Thứ hai cái thanh công cụ. Và thứ ba là cái nơi mà chúng ta nhập lệnh để chúng ta thao tác. Thì đây đây cái vị trí này chính là cái vị trí mà chúng ta nhập cái dòng lệnh chúng ta trực tiếp vào để chúng ta thao tác. Thứ hai là chúng ta dùng lên cái thanh menu này để chúng ta có thể vào cái đường dẫn của nó để chúng ta sử dụng cái lệnh mình ta vẽ trên cái dòng đồ họa này. Cách thứ ba là chúng ta sẽ dùng trực tiếp ở trên cái trang Home này nè, có những cái lệnh ở đây, hoặc là chúng ta có thể dùng trên vẽ trên cái thanh công cụ. Thì cái việc hướng như cái việc hiển thị công cụ thì mình sẽ hướng dẫn sau nha mọi người. Rồi, trong cái giao diện làm việc của CAD này thì mọi người cần chú ý đến là cái góc tọa độ SI. Đây là cái mặt bằng 2D thì nó sẽ hiện hai cái độ SI, và cái con chuột mà đang nhấp nháy đây chính là cái người ta gọi những cái này gọi là cái sợi tóc và những cái con chạy để mà chúng ta khi mà thao tác chúng ta sẽ sử dụng nó thay giống như con trỏ chuột đó mọi người. Thì trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho mọi người định dạng tổng quan nhất về cái CAD trước khi mà chúng ta có thể thao tác những cái phần tiếp theo. Đầu tiên là chúng ta sẽ định dạng cái đơn vị ha mọi người. Thì trừ cái dòng command này, mọi người gọi cái chữ unit ha. Unit, rồi enter một cái. Thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như vậy. Thì trong giao diện này á, mọi người sẽ chọn cái ở cái phòng ở cái tab tiếp này nè. Mọi người sẽ chọn cái hàng này. Rồi, đặc biệt là chú ý với cái dòng dưới đây. Unit scale này, inch content này, chúng ta chọn cái đơn vị là mm nha. Ở nước mình á thì ta chọn mm, có thể ở mấy quốc gia châu Âu khác thường chọn hơn vị đã in ha. Và sau đó chúng ta ok. Đó. Theo hay mọi người thì ở mục tiếp theo này mình sẽ điều chỉnh cái sợi tóc cái con chạy cho nó phù hợp ha. Thì từ cái
Giao diện này chúng ta nó chuột phải nha. Chúng ta chọn option. Ở trong đây thì mọi người chú ý đến hai cái mục. Thứ nhất á, là cái mục selection này. Chúng ta để điều chỉnh cái độ lớn của cái con chạy nè. Chúng ta có thể kéo lớn vậy và nhỏ vậy. Thì thường á thì mình để xài cho nó ổn định tốt á, thì mọi người điều chỉnh nó tầm khoảng như cái vậy được rồi, cho vừa con mắt mình là được rồi. Cũng không lớn quá, lớn quá sau này có những cái hình mà nó to đó thì mình di chuyển cái con chạy này vào cái vị trí đó thì rất là khó, mà nhỏ quá thì mình nhờ cho con mắt mình chú ý nhiều quá, điều tiết nhiều quá cũng không tốt cho mắt của mình ha. Mình cầm cái gì là vừa rồi. Rồi ở cái phần display này thì ở cái mục mà comb hair size thì ngoài cái độ dài của cái sợi tóc ha, thì nếu mà người kéo hết có như vậy á 100 thì nó sẽ dài hết, còn nếu không thì mình sẽ là một cái khoảng là 80 hoặc là 90 cũng được, nhưng mà thường á là mình sẽ kéo hết thì sau này cho nó trải đều ra cái chi tiết mình nó sẽ nhìn nó sẽ cũng dễ hơn nữa. Sau khi mọi người cài đặt thông số như vậy xong thì mọi người apply ha. Rồi ok, rồi mình coi. Rồi trường hợp thử mình chọn thử lại, mình chọn cái một viết like này, mình chọn cái cơm hair size này nhỏ lại thử coi. 65. Ok, thấy mọi người thấy cái sợi tóc của nó của mình trên nó ngắn lại rồi nè. À, nó ngắn lại. Thì tùy theo mỗi người mình sử dụng ha, mình cảm thấy cái nào mình tương thích với mình hơn thì mình sử dụng cho nó sẽ dễ dàng hơn. Nó sẽ dễ hơn của mình. Như vậy là mình vừa giới thiệu cho mọi người một cách sơ bộ và tổng quan nhất về cái phần mềm AutoCAD 2016 để có những cái cài đặt cơ bản và đầu tiên nhất, giúp cho mọi người có thể dễ dàng thao tác vẽ sau này trên các chi tiết cần thiết của mình. Thì nếu mọi người thấy cái video của mình hữu ích và thì mọi người hãy like, share và ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Thì mọi người ai mà có những cái comment đó thì bình luận á thì hãy ghi lại, mình sẽ sẵn lòng chia sẻ và trả lời những cái dòng comment của các bạn của mọi người nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở video tiếp theo nha.